Alo, xin chào anh em nha. Bữa nay ghe mình vừa bến nghỉ thì ghe chạy nay cũng hơn tháng rồi anh em, hơn tháng chưa thay linh rồi. Cho nên bữa nay mình sẽ tiến hành mình thay linh. Thì cũng quay lại cái video này cho anh em xem là làm thuyền trưởng không phải lúc nào cũng gác vô lăng rồi chạy nha anh em. Ghe tàu về bến thì mình cũng làm đủ thứ lặt vặt, chuẩn bị tất cả nhiều thứ để mình chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Thì mình không phải lúc nào cũng tạo ra những cái siêu phẩm về đánh bắt, về thu hoạch cá. Thì mình sẽ quay rất là nhiều các video trong cái đời sống sinh hoạt cho anh em hiểu là để vận hành một con tàu, nó một chiếc ghe, nó đi các cái vùng khơi xa thì mình sẽ chuẩn bị mà làm mọi thứ như thế nào. Cho anh em hiểu là không phải là lúc nào cũng gác chân lên quay vô lăng để chạy đâu. Thì ghe của mình là ở nhà thì có những chiếc ghe nhà thì nói chung là có cái máy bơm nhớt ra ngoài để thay nhớt, nhưng mà riêng đặc thù của chiếc ghe của mình là khi bơm nhớt là bơm nó không có hết nhớt được, bởi vì cái lỗ châm nhớt nó nằm hơi xe ở trước này, cho nên là khi cái bơm nhớt là nó sẽ bơm không có hết nhớt nhớt cũ anh em. Cho nên là mình sẽ dặn sẽ trực tiếp cái con ốc xẻ nhớt. Thì thông thường hồi trước mình hay xẻ ra ngoài bịch túi ni lông hoặc là xẻ thẳng xuống ghe bơm nước ra bên ngoài. Nhưng mà lần này là mình sẽ hứng cái can này, hứng cỡ hai chục mười mấy cái can này đổ vô trong cái thùng linh cũ lại. Đấy, dặn cái con ốc. Ốc này biết thế dặn nhưng không biết thế dặn, thế dặn cũng được hồng luôn anh em. Dặn con ốc ở dưới chỗ cái bình cắt te của máy á, nói dễ hiểu gọi là cái bình nhớt á anh em. Dân máy thì dân thầy thợ dân thì gọi là bình cắt te. Đây. Khoảng tầm canh này 18 lít nhớt, mình châm trừ hao thêm vài lít nữa, châm thêm 5-7 lít nữa. Đó, châm thêm 5-7 lít nữa, bởi vì đặc thù của cái máy anh em thì nó phải bắt bằng, nhưng mà ghe mình bắt nó hơi dốc, máy nó hơi dốc cho nên là mình sẽ châm thêm 5-7 lít trừ hao nữa. Này sẽ vô trong canh nhưng mà lượng nhớt nó chảy nó leo nó đổ ra bên ngoài cũng khá là nhiều. Nói chung nó không hạn chế nhớt ở trong ghe. Trơn dơ giấy. Nói chung mà làm thuyền trưởng và vận hành của chiếc ghe thì mình lái chiếc ghe nào mà mình sử dụng cái máy gì thì mình phải hiểu về đặc thù của chiếc ghe mình với cái máy mình đang xài tí xíu. Bởi vì mình đi ở trên ghe của mình thì máy, nhất là máy thì nhiều khi nó cũng có nhiều cái sự trở ngại lớn hoặc nhỏ khác nhau, cho nên là mình biết được chút chút thì nó cũng đỡ khổ lắm. Có xử lý những cái tình huống bất ngờ mình không có
những chuyện thì mình lường trước, thì mình chuẩn bị đồ ngờ, có những chuyện thì mình không có lường trước được. À, tình huống tới đâu mình xử lý tới đó. Cái việc xảy ra thì nó hơi quất quả tí xíu, chứ chăm dèo thì chỉ bưng cái canh chăm vô, chăm canh nhanh. Xảy ra cái này tầm mười mấy muỗng, nãy giờ 4-5 muỗng rồi. Có lẽ là ngày mai thì mấy anh em có kế hoạch là sắp bớt lại, nên là bữa nay mình đem mình chuẩn bị trước mọi thứ. Khi nào sắp bớt thì kêu mấy anh em là mấy bữa hôm anh Tý anh Năm mình xuống bắt đầu công việc. Ok, dặn con ốc ở dưới này chặt lại rồi nha anh em, nhưng mà chúng ta dặn vừa nặng tay thôi. Chứ dặn quá là con ốc như này nó mệt tuột gai một phát là khổ, khổ trăm bờ luôn anh em. Đó. Này là cái lục giác, chiên chỉ dặn một mình con ốc đó thôi. Rồi xong. Lau chùi sạch sẽ, châm nhớt mới, hoàn thành. Rồi anh em bây giờ khui canh nhớt mới chớ vào ở trong máy. Thì mình xài nhớt xeo nha anh em. Trước kia mình xài cách tròn, nhưng thời gian sau cán đợt mình thay nhớt chạy nó khói quá. Nó khói là khói tại cái đường ống nhớt hao nhớt này anh em. Nó ra khói rất là nhiều, cho nên là mình chuyển qua xeo mình chạy. Chứ còn mình cũng không chơi trách gì. Rồi bây giờ châm nhớt vô. Để gần chục năm nay á thì mình đều sử dụng nhớt cách tròn hết, nhưng mà cách đây vài tháng mình có thay nhớt một lần, tự nhiên chạy nó khói quá thì mình chuyển qua xeo mình chạy thử. Nó hao ở trong cái ống hao nhớt đó. Rồi anh em chăm hết một canh này 18 lít. Quay lấy một canh kia mình chăm thêm 1 lít nữa. Rồi bây giờ cái canh nhớt cũ này bỏ qua một bên. Bởi vì anh em biết á, thì đi ở trên ghe lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái canh nhớt cũ. Rồi những canh nhớt mới, bên cạnh chuẩn bị những canh nhớt mới thì chúng ta lúc nào trên ghe cũng phải có nhớt cũ nha anh em. Để mình chuẩn bị dự phòng cho nhiều cái trường hợp bất trắc, không biết trước được. Đây anh em, ở khu vực này nó có cái cần mà thâm nhớt nè. Đó. Sau khi thay nhớt xong thì chúng ta lại cần này chúng ta kéo thì đúng đầy đủ nhớt là được rồi. Kiểm tra thử không. Bây giờ còn hai chỗ thâm nhớt mình cần thâm nữa, đó là nhớt của hộp số và nhớt của lái trợ lực anh em. Đây là cái bồn nhớt của lái trợ lực này. Bây giờ mình thâm nhớt của hộp số thử nó có hụt mình châm. Còn nhớt của lái trợ lực thì
À, mình vừa mới thăm cách này ít ngày rồi nên không cần thăm lại nữa. À, đây anh em, thì mình khỏi cần lên ở trên cabin mình bật chìa khóa, mình sẽ lấy một cọng dây điện mình kích ở ngay chỗ cái cục đờ của máy luôn. Bởi vì nếu như hai người đồng nói với một mình là leo lên leo xuống nó mệt, ở đây này mình kích mình đờ luôn. Nghĩa là những trường hợp mà nhiều khi nó mất điện mà mình không biết kiểm soát gì cái đầu nào hết á, hoặc là cái ổ khóa nó nhiều khi nó không ăn điện á, thì mình xuống dưới đây, xuống dưới phan máy là mình kích sẵn từ trong cái cục đờ luôn. Bây giờ mình sẽ kích cho máy nổ nha anh em. Thank you.